Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em xin chia sẻ với các anh em mình thủ thuật cài Ventoy chuẩn. Sau đây em sẽ gõ cái từ Ventoy trong trình duyệt web và em enter. Em sẽ vào trên download đây. Các anh em mình click vào cái phiên bản mới nhất ha, file đây. Đó, nó sẽ ra một trang khác cho chúng ta download. Các anh em mình xuống dưới này, chúng ta tải từng file hợp một nè. Đấy, em tải một file, hai file, ba file, bốn file, năm file. Rồi, em đã tải năm file ha. Rồi bây giờ em open lên nè, coi những cái file này như thế nào. Rồi bây giờ em sẽ cắm một cái thiết bị vào để chuẩn bị em tạo bút. Vừa rồi em đã test với cái SanDisk này khá là nhiều, mà nó lỗi vì một nguyên nhân nào đó em chưa xác định được. Bây giờ em sẽ cho các anh em xem qua nha. Em đoán nè, em đoán thôi là có khả năng là cái pin này nó không tương thích với cái chuẩn Ventoy thì phải, chứ em tạo USB bình thường, chuẩn thường, bút USB bình thường nào, bình thường là em sẽ chạy bình thường luôn các anh em mình nha. Em nhấn đến tại đây nè. Rồi, em nạp thử lần cho các anh em mình thấy, rồi em sẽ cắm một cái USB mới vào để em chạy. Em có thể chuyển ngữ ở đây ha, em chuyển qua tiếng Anh đây và em Intone. Trước khi ấy em cho cái này mình thấy nha, đây đây cái bên tôi em sẽ cài lên cái USB 16 GB và SanDisk 16 GB. Rồi em sẽ để bên đây, khi mà nó bung ra là nó sẽ mất rồi các anh em mình nha. Đây em chọn đây nè, chọn đúng cái mã USB nha, rồi Intone một lần, lần hai, yes, nó sẽ mất rồi. Nó đang tạo nè, nhưng mà nó sẽ lỗi, nó lỗi vì cái USB này nó đang lỗi hay là nó chưa hỗ trợ cái dòng USB này hay sao em chưa rõ. Đây nó thường phát sinh cái lỗi check lock chấm tt, và cái USB này là cái USB không không được chuẩn cho lắm các anh em mình nha, tại vì em mua cái nó hơi hơi bị rẻ, 16 GB mà mua lúc đó khuyến mãi có 60 mấy ngàn thôi, nhưng mà em xài nó cũng khá là lâu, cũng khá là ok rồi đó. Bây giờ em dùng một cái USB chính hãng Kinh Tông đây. Đấy, em sẽ dùng một cái USB chính hãng Kinh Tông này em sẽ cài nha. Rồi bây giờ em sẽ thoát cái USB SanDisk này ra, em sẽ dùng, em sẽ để đây bên tôi đây luôn nè. Đấy, rồi em sẽ thoát cái USB SanDisk ra nè, bây giờ em sẽ không thấy rồi. Rồi em rút nó ra luôn nha, tại giờ hết thấy rồi, nó chuyển qua phân dùng mà ES Fast rồi. Rồi bây giờ em cắm cái Kinh Tông vào. Đây em cắm lên, cái anh em mình sẽ thấy nó hiện trong đây ha. Em sẽ cắm vào nè. Đây em cắm vào rồi đó. Đấy, đây hiện Kinh Tông đây. Đây Kinh Tông 32 GB. Rồi bây giờ em sẽ fit lại cái này một cái, fit đèn cái. Rồi em sẽ chọn cái Kinh Tông 32 GB. Rồi em cài nè. Đấy, chắc chắn là nó sẽ ok các anh em mình nha. Chắc chắn là nó sẽ ok. Rồi USB SanDisk em nó có vấn đề gì đó em không rõ. Đấy các anh em mình thấy không, quá ngon luôn. Hồi nãy giờ em test 20 phút rồi, mấy bữa trước test cũng bị mà quên bữa nay test lại. Em lỡ lick. Rồi em xóa file này đi, xóa bớt đi. Rồi bây giờ em sẽ làm như thế nào? Bây giờ em còn đã có một cái USB bút Ventoy rồi ha. Rồi cái phân dùng này là phân dùng ES Fast nè. Rồi bây giờ em sẽ tính từ từ. Bây giờ em nạp cho cái thành phần bút của Ventoy cho nó chuẩn nha. Em nạp phần thành phần bút của Ventoy cho nó chuẩn cái đã. Rồi bây giờ những cái file mà em đã tải về em sẽ xả nén ra, em sẽ đưa vô cái bộ bút của Ventoy. Bây giờ em coi coi Ventoy nó hiện tại nó có mấy cái phân dùng. Em dùng cái bút ai ha, em dùng bút ai để em xác định cho nó dễ. Bút ai hiện tại là em có phân dùng ổ, em viết cái coi nào, ổ y còn phân dùng kia đâu ta? Đây đây đây
Đây, ổ phát 16, phát 16 nó không có hiện. Bây giờ em cho nó hiện coi nè. Em thử cho nó hiện nha. Em cho nó hiện lên kênh nào. Phát 16 để em dùng cái bật tín xanh nguyên gia đi. Cái này tiếng tiếng Trung nó hơi hơi là hơi rối mắt em. Mặc dù em hay xài bản này. Rồi bây giờ em chọn đây 32 GB đâu rồi, đây đây em sẽ cho nó hiện nè, em change letter cho nó hiện nè, em cho nó thành UI ha. Hiện tại trong cái PC này em không có thấy nó, bây giờ em cho nó thành UI nè. Rồi em apply nó một cái. Rồi nó sẽ hiện trong đây. Hiện nào. Em chưa thấy luôn ạ. Ây da. Nó vẫn còn ẩn. Nó vẫn còn ẩn. Nó ẩn luôn đó ta. Cái này em thử em đóng ra nha. Em thử em mà đóng USB coi. Cái USB, cái này là đít OF, đít 2 OF. OF đây. Ủa. Không, đất em nhầm rồi. USB 32 GB. À đây đây cái này mình nha. Ở đây nè, em không thấy nè. Không thấy, em không có change letter được luôn. Em nhầm nãy nhầm cái ổ trên này. Đây, cái ổ này, cái ổ phát này em change letter này em cho nó UI cái nè. Nó hiện không nha. Đây, UI ra rồi đây. Rồi đây là cái ổ mà chứa phân dùng bút của Ventoy ha. Đây, để biết chính xác thì em qua bút A em coi nè, đây là UI nha. UI. Rồi em fit ở đây là fit prefit nè. Đây, UI. Đây. Cái này nó chưa chuẩn hay sao nó hiện có một ổ, à do cái ổ còn lại nó ẩn rồi. Rồi bây giờ em thử em cho nó hiện cái ổ kia luôn coi coi nó ra không nha. Đây hai mấy ghi nè. Em biết cái này là đây, đây nó hiện ra đây. Đó. Nó hiện đây, ví dụ em muốn chép dữ liệu gì thì em sẽ vào đây. Còn bây giờ em muốn ưu tiên cái này thì em chọn lại nè. Ưu tiên cho cái path 16 này cho nó hiện đem chuyển dữ liệu vô ha. Y, đủ y. Nhiều cái banh toi quá. Bây giờ em sẽ đặt lại đây, đặt lại cái này cho nó đỡ rối đi. Em tạo mấy kia cũng cũng nó hiện ra mấy cái ổ phụ cũng cái giống cái tên đó. Rồi bây giờ em đặt một cái thôi nè. À quên em đặt cái lai bút em đi ha. Rồi ok, em sẽ đặt lên lại nè. Có thể là nó sẽ không đổi thì nó có cái file để em coi nó có file autorun nó tự chuyển không. Rồi, bây giờ em sẽ thêm thành phần vào cho em nó nha. Những cái file mà nãy em tải về. Dành tắt cái bật tự chiếu xanh này nè. Mấy cái file mà em tải về nè. Đấy. Em sẽ giải nén ra. Hồi nãy là mới giải nén cái này thôi. Là được có nhiêu đây nè. Rồi bây giờ tiếp nha. Tiếp em giải nén cái gì? Giải nén cái file zip này coi nè. Em giải nén tại đây. À, giải nén tại đây à. Rồi, nó đã giải nén vô đây rồi nha. Đấy. Đấy, nó giải nén vô đây luôn chung. Và nếu em không giải nén tại đây thì nó sẽ tạo ra một cái thư mục đây, nó tạo ra cái thư mục bên to này, nó nằm trong cái thư mục này đó, thành ra là em giải nén tại đây cho nó nằm chung luôn ha. Rồi bây giờ tiếp em coi cái file show này, show này coi nó có cái gì bên trong. Nó có thư mục EFI, EFI này nó có thư mục bút đây, bên to đây. Ở đây là mình có thể thảy vô cái thư mục EFI này,
Cái này mình có thể thảy vô đây ha, để em coi bên này nó có gì nè. Bên này có bút nhưng mà nó thiếu nè. Trong đây thì nó có thư mục EFI mà nó còn bút và cái thư mục khác nữa ha. Rồi bây giờ em sẽ add thêm cho nó thôi. Nếu nó thiếu thì mình add thêm. Còn đây nè, đây bút nè, EFI, vô EFI thì có bút và hai, nói chung là thêm hai thư mục này. Em để thư mục góc đi ha. Rồi đó, để thư mục góc để cho các anh em mình đỡ đỡ nhầm nè. Đây đó, rồi em kéo thả qua nè, hết dung lượng rồi, hết dung lượng rồi. Sao đây ta, chắc là em sẽ để qua cái ổ ghê quá. Để coi, để em coi coi nó còn cái gì mà nó nhiều gì vậy. AFI à, nó có cái mấy cái này nè, hơi hơi lớn nè. Thôi em thảy nó qua cái ổ ấy đi ha, ổ 32GB đi. Rồi ôi, đơn giản đi, em đơn giản xíu đi ha. Em coi hết mấy cái này rồi nó bao nhiêu mê nè. À, cái này em nhầm, anh em thao tác trong đây nó chưa chuẩn. Đây, đây 40 mấy mê, vậy là không đủ chỗ chứa, không đủ chỗ chứa của cái phần dùng bên tôi. 32 mê không đủ chỗ chứa. Nếu mà không đủ chỗ chứa, tại sao họ họ lại cho phép tải về thêm để làm gì? Vậy là có nguyên nhân của họ. Ô, bây giờ em để nó vô cái thư mục và add fast và coi như thế nào nha. Rồi em chuyển lại đây nè, em chuyển cái hiện cái đây cái ổ 20 mấy GB đây. Rồi rồi bây giờ em chép hết cái này qua nè. Bình thường là em tạo cái bên tôi xong là mình có thể bút được rồi các anh em ha, chứ không phải là không bút được ha. Tại em đang tích hợp thêm, đang tích hợp thêm cho em đó. Cái BCD này em sẽ làm hai kiểu, một cái là em copy qua như thế này ha. Đấy, một cái là BCD hôm nay nó nằm trong cái BCD này ta. Em chưa hề xem cái hướng dẫn luôn các anh em mình nha. BCD Vendor ISO EFP. Em chưa hề coi hướng dẫn luôn đó. Em nói chung em làm theo cái suy đoán cũng như cái kinh nghiệm em thôi. Cái này là có thể là bỏ trong cái ly CD nè, hoặc là để ở ngoài. Em thả vô đây đi, và em sẽ giải nén cho nó ngoài một cái nữa. Hai cái này là giống nhau các anh em mình nha. Đâu rồi mà sao em thấy nó lạ? Em giải nén ngoài cái tập tin tin khác rồi nè. Sao nó tự nhảy vô đây ta? Đấy, nó tự nhảy vô nè. Nó trùng tên thư mục đầu như nó nhảy vô. Em đổi lại cái này tên khác coi. Em đóng cái này lại thì mới được. Rồi. Nó tên này nè. Xin chuyển đi, nó lại không cho lạ ta. Đây, ra được rồi. Rồi, bây giờ em sẽ giải nén tiếp cái 7 mê mấy này ha. Giải nén với cái tên này nè. Đấy, rồi, nó hiện là Linux
Bây giờ em sẽ kiểm tra file cho các anh em mình thấy nha. Ở đây 52 file, 8 folder. Rồi. Ở đây 1000 mấy file. Wow. Cái này là dùng để dùng cho Linux ha. Hay là cài cho Linux. Còn cái phần này để em coi 1322 343 343 folder chắc là này chia ra thành mấy phần luôn các anh em mình ha. Rồi nói chung em sẽ không không chép mấy cái này tại vì cái những cái này nó giống nhau, nó có thể là nó xung đột thành ra đây. Thành ra em chỉ chép những cái file trong Windows và cái này thôi. Nó hai cái file này em để chung thôi ha. Còn cái hai cái kia là em không có để chung. Rồi cái ly CD này nè. Ly CD này em sẽ giải nén mở bên trong em lấy cái EFI này nè. EFI này em sẽ thấy ngoài đây luôn nè. Rồi. Xong rồi bắt đầu em tùy chọn thôi, tùy chọn bút nha. Rồi bắt đầu em sẽ chọn bút nè. Rồi bắt đầu em sẽ chọn một bộ bút. Thì như nói với các anh em mình là em sẽ test cái bảng của anh Khánh nè. Đấy. Em sẽ test bảng của anh Khánh nha. Đây là cái test lần đầu là test nguyên file ISO nè. Em thấy nguyên file ISO qua nha. Rồi cái này em dừng cho đỡ mất thời gian nè. Rồi sắp xong rồi các anh em mình ha. Nhưng mà em sẽ tạo thêm một cái USB nha. Tạo thêm một cái USB bên tôi ha. Em sẽ tạo thêm một cái USB bên tôi và em tích hợp và cái bảng của anh Khánh luôn. Đấy. Em sẽ mở cho cái này mình thấy nha. Đây, đốt USB đây. Đấy. Rồi, cái USB ổ gì? Rồi, em sẽ chạy bên tôi nè. Chạy bên tôi trong này luôn nè. Đợi xíu cái nào. Hình như bên tôi trong đây chạy có vấn đề sao ta. Để em chạy chỗ khác nha. Em để ở đây đi. Đấy, rồi bây giờ em chọn cái USB 8GB ha. Nó có hai USB 8GB em nhìn kỹ để mất công lộn nè. OG hồi nãy em nói OG nhưng là đúng rồi ha. Rồi bây giờ em cài thôi. Ổ này nó cũng trống, em đã dữ liệu hết rồi. Rồi bây giờ em tạo thành công rồi em sẽ bung cái file của anh Khánh vô nha. Đấy, em tạo thành công rồi đấy. Rồi em cũng dùng cái file chính cái file của anh Khánh nè. Đấy. Em dùng chính cái file của anh Khánh em bung nha. Đây là cái cách mà em nói là mình tránh lỗi nè. Mở với WinRAR cũng được. Rồi. Em đưa hết cái file này vô USB ổ gì. Đấy em ok. Rồi em đợi xíu cho nó giải nén xong rồi em test hai cái lượt nè. Rồi. Sắp xong rồi các anh em mình ha. Rồi bây giờ em sẽ copy thêm vài file nhỏ, file bút nhỏ để chúng ta test coi nó có thực sự là chuẩn không ha. Rồi. Rồi em sẽ copy thêm vài cái file nhỏ nè. Vài cái file nhỏ là em sẽ lấy cái bảng một bảng
3 bản win 10 đây. Rồi em sẽ lấy thêm hai bản này nữa ha. Rồi em có qua. Rồi em có qua cái GP nè. Để các anh em mình biết được là cái file này tại sao mà em phải test nó. Rồi 8 GB đâu rồi ta? Đây. Hình như nó có vấn đề về cái biểu hiện này, nó giống như là nó bị cái gì, nó lắc con chuột và nó không cho anh điều khiển, giống như virus ngộ ta. Trong quyền để cứu hộ. Rồi em hãy thêm hai file vào đây nha. Rồi em chờ tiếp nè. Ok xong, bây giờ em test sơ cái bàn phím cái nè, coi nó có chạm không, sao nãy giờ nó hơi nó kỳ kỳ ta. F4 y y rồi, tương đối là ổn rồi. Bàn phím này không xài cả 5 năm mà chưa chưa bị thay phím. Cái dòng Elite Book HP này nó khá là tốt đó anh em mình nha. Rồi bây giờ em sẽ thoát ra ngoài, em bút nè, em bút một cái là cái USB 32 GB và cái USB 10 10 18 GB ha. Rồi thoát ra ngoài, em chuẩn bị test nè. Rồi bây giờ em sẽ test trước cái USB 8 GB. Trong cái bóc em nó cũng đang có bút ven tôi, thành ra nó sẽ hiển thị cái tùy chọn khác. Rồi bây giờ em sẽ chọn bút Eternal là bút USB nè. Đây cái ven tôi này là mặc định giao diện nè. Đây hai bản em mới ấy nè. Mấy cái file bên tôi hồi nãy em copy qua nó hiển thị như thế này. Đấy, God, Capacai, FI nè, nó hiển thị mấy cái file nè. Ồ. Vậy thì God MHDD này nó chạy được không ta? Em test thử cái nào. Notebook UFI không hỗ trợ. Chính xác là cái bên tôi là không không hỗ trợ bút dot các anh em mình ha, chính xác là vậy. Bây giờ em bút lại nha, em bút USB lại nè. Đấy em bút cái đây hai một trong hai bản này. Rồi khi mà cái bản này em giải nén ra là nó bút chuẩn các anh em mình nha, có nghĩa là em bút cái file WIM là ok, còn em bút cái file ISO là nó không không chuẩn. Vậy thì làm sao em bút được cái bản của anh Khánh này, trong khi đó em sẽ đã không thấy cái những cái thư mục. Hơi khó một cái là em làm sao em là phải truy cập vào thư mục, thì một lát em sẽ chuyển nha, em chuyển cái file WIM ra ngoài rồi chuyển cái file WIM ra ngoài để em load cái file WIM, còn bây giờ nó không thấy nè. Rồi bây giờ bút bằng cách khác ha, bằng cái cách trước đây em chia sẻ mọi người là thôi em bút Legacy đi cho nó ok không nè. Legacy nè, chủ yếu là Legacy là chính nè. Nào, Legacy ok, tất nhiên là cái file này nãy là nó bút USB không được, nhưng mà Legacy là chắc chắn là nó sẽ bút được, thì mà load tới đây là ok các anh em mình nha.
Nếu mà nó lỗi là lỗi ngay từ đầu, thành ra là mấy video trước em test là vừa vô tới đây là em biết nó ok rồi, em không có test nữa. Rồi nó vừa qua cái em bấm thành đo năng led đi led, em qua em test cái UFI cái anh em mình ha, em test cái load file trực tiếp. Rồi em load em load file trực tiếp nè, em lợi dụng tính năng show file của HP, Dell cũng có anh em mình nha, có những cái tính năng này hay đó nè, boot from EFI file nè, rồi em chọn cái USB của mình ha, rồi em chọn cái thư mục, cái này là cái ổ của bên tôi, em bấm lại nè, em chọn hàng dưới ha, đây là cái ổ bên kia nè, đấy. Cái nào em xả nén ta, đây là ủa cái USB này em nhớ em có xả nén cái bộ của anh Khánh vào mà ta, để có khi nào là xả nén nhầm chỗ không, để lát em dùng coi lại nha. Rồi bây giờ em cắm cái USB khác này, bây giờ em tắt máy này. Thôi kệ cắm vô luôn đi, khỏi tắt máy mất công, giờ em cắm cái USB khác nè, rồi USB khác bút nha, bút cái USB 32GB kinh tông nè, ai kinh tông là số 1 thì em sẽ chọn cái hàng đầu là số 1 đấy. Warning lỗi trong vòng 10 giây, em dừng xíu nha, cái này là lỗi gì em mới thấy luôn á. Rồi để cho bản của anh Khánh bút được WinBE thì em sẽ nạp BBR ha, em nạp cái phần dùng bút chứa cái bảng em giải nén nè đó, em được ok rồi, xong bây giờ em ra em test thôi. Rồi cái phần file này á là em lấy cái thành phần file WIM, em sẽ bút cho nó ha, đấy em thử một một bản thôi. Rồi bây giờ em sẽ ra test luôn nha, tại em còn có 30 giây thôi. Rồi, thất bại rồi cả nhà nha. Có sự thay đổi khá là nhiều trên cái bản mới này. Rồi, em sẽ nghiên cứu lại cả nhà ơi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha.